Alo. Ồ, nó bị sao nhỉ? Hơi bị đảo. Xin lỗi, chờ một chút ạ. Không phải mới đi tắm mà nó mới mới bút keo. Ok được chưa? Ủa, nó sao mà nó bị đảo thế này nhỉ? Được không? Sao về vậy, bị lỗi thế? Ồ, sao nhỉ? Chờ tí. Ok chưa? Ok hơn rồi đúng không? Lập chập quá. Mới đi vút keo, mới vút keo lại. Ok. Xong rồi, ok xong rồi đấy. Đẹp trai hơn chưa? Đẹp trai hơn chưa? Chào anh chị. Vấn đề của chúng ta là như này. Bây giờ tham gia chung nhưng mà nói giống ai, giống một số thành viên trong nhóm nói á. Mỗi người một cổ phiếu thì bây giờ biết làm thế nào? Chung định hướng tư duy thì như nào, phương pháp ra làm sao? Đúng không ạ? Bây giờ vấn đề đặt ra đó là bây giờ chung một cái định hướng, làm sao để chung một cái định hướng, cùng nhau chung một cái định hướng. Ok, thì đây em có cái link hiện tại đang trực tiếp cho nhóm Sky này. Đây. Đang trực tiếp nha. Ồ không được hả? Link được. Đó. Cái link đang trực tiếp đấy ạ. À. Ở trên nhóm 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 Kai và nhóm Viber đều có cái link đang trực tiếp đấy. Xong chưa? Rồi ok. Thế đi. Cho nó xong xuôi, xong đi, xét xong đi. Rồi, ok, bao nhiêu người rồi? Hôm qua thì cũng có một cái tổ chức họ nhắn tin cho em. Họ có ý kiến là mỗi lần mà làm trực tiếp ở trên Facebook á thì cắt bớt cái lằng nhằng ngồi nói chuyện này kia rồi kêu gọi anh em like rồi đủ thứ lung ta lung tung ấy. Nó bảo là thiếu chuyên nghiệp. Có một cái tổ chức khá là lớn, một cái quỹ đầu tư họ 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 nói chuyện với em về cái câu chuyện đó. Mà khổ là cái tính nó như vậy rồi. Ví dụ như cố lắm bây giờ thì tắm cái để cho nó vuốt lại cái tóc nhìn thấy mượt hơn không? Em đùa thôi. Thế nó mới vui. Chứ còn làm cái chuyên nghiệp mà giống kiểu còn quay một cái video perfect hơn á thì nó cũng khó. Hôm nay thì nói chung lại sẽ phấn đấu là ngồi nói chuyện giờ đến 12 giờ trưa luôn. Bây giờ là 10 rưỡi, ta sẽ nói chuyện với nhau khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Cái câu chuyện của anh em mình nói thì chắc là khả năng là sẽ xoay quanh cái vấn đề mà em đưa ra, đó là cái chúng ta mà cùng nhau định hướng một cái phương pháp để chọn ra cái danh mục đầu tư và chúng ta men theo đó thôi, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ một cái kỷ luật nhất định, kiên nhẫn trong cái quá trình giao dịch. Thì thế nó mới mới chung một cái tư duy và không phải là chỉ một cổ phiếu nha, mà nó là cả một danh mục cổ phiếu. Và phương pháp của em á thì hôm nay em cũng chia sẻ với cả nhà luôn, đó là tìm những cổ phiếu nào mà gọi là được đánh giá là tốt nhất trên thị trường. Sau đó chỉ việc còn lại chỉ là canh thời điểm làm sao để mua cho nó phù hợp theo kỹ thuật thôi. Còn về phần cơ bản thì không cần phải quá quan tâm nữa. Thì
có rất nhiều cái giải pháp để chọn cái cổ phiếu như thế. Tại sao sáng sớm nay thì em mới ngồi em nói với mọi người là về cái vấn đề mà của cái phần 1 lúc nãy á, thì là em nói là cổ phiếu mà giá giá thấp, tức là giá dưới mệnh, và cổ phiếu trên 100. Em phân biệt ra nó gọi là lấy một cái ví dụ cho nó rạch ròi ra thì là như thế nào là rẻ mà như thế nào là đắt. Và rõ ràng là chính anh chị ở đây đang ngồi nói chuyện, đang nghe em nói chuyện đây, thì cũng cũng còn rất nhiều người không phân biệt được rõ ràng giữa câu chuyện đắt rẻ nó như nào. Giá cao không có nghĩa là đắt, không có nghĩa là đắt, và giá dưới mệnh giá không có nghĩa là rẻ. Bởi vì đơn giản mất tiếng hả? Vẫn có tiếng bình thường mà. Sao lại mất tiếng được? Có chưa? Có tiếng chưa? Ok chưa? Đúng à? Mọi người ok? Vẫn ổn ok dạ. Rồi. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ mà em đang muốn trao đổi tiếp với anh chị, đó là giá cao giá thấp. Phần lớn anh chị em đầu tư nhỏ lẻ hoặc là những người mới 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 vào ngành á, với vào ngành á, thì thì có một cái tư duy, tức là những cổ phiếu mà giá nó khoảng đâu đó từ nhỏ nhỏ chút thì nó được coi là những cổ phiếu rẻ. Nhưng anh chị lưu tâm một chút là cũng có những trường hợp, những cổ phiếu nó xuống thấp, bởi vì đơn giản đó là do một cái giai đoạn ngắn hạn nào đó cái làm ăn kinh doanh của họ nó bị một số yếu tố tác động mang tính thời điểm, thì nó gây ra cái tình trạng kết quả kinh doanh nó không tốt. Nhưng nhìn nhận về mặt dài hạn thì nhìn nhận đúng và trúng thì nó vẫn là một doanh nghiệp đang làm ăn, có những cái sự cố gắng nhất định để đem đến được cái kết quả kinh doanh trong những cái tháng, những quý, những năm tiếp theo nó tốt. Nhưng cái trường hợp đó đối với những cái doanh nghiệp dư, nói thẳng luôn anh chị thông cảm, đó là những người mới tham gia mà còn đang nghiệp dư, thì câu chuyện đó là câu chuyện cực kỳ, định lượng được câu chuyện đó rất là khó. Thế nên ta thống nhất với nhau một quan điểm chung, đó là ta tìm những cái dễ. Những cái dễ đây ở đây là những cái mà đã có một xã hội cùng chung những cái định, gọi là họ cũng cùng chung cái tư duy, cái định lượng chung về một cái doanh nghiệp, và đều thống nhất một quan điểm, đó là những doanh nghiệp tốt. Em lấy ví dụ Vinamilk là một doanh nghiệp tốt, Nhựa Bình Minh là một doanh nghiệp tốt, Cotecom là một doanh nghiệp tốt, và Dược Hậu Giang là những doanh nghiệp tốt. Em đang nói là bốn, những bốn doanh nghiệp đầu ngành và khá là tốt, tích cực cả cả cộng đồng và cả cả ngành. Không những là những nhà nhà đầu tư nghiệp dư mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các quỹ đầu tư họ cũng đánh giá khá là tích cực. Đó là cái thứ mà chúng ta phải phải công nhận với nhau. Đúng chưa? Đó là việc thứ nhất. Thêm một việc thứ hai nữa, là trên một cái sườn như vậy, trên một cái sườn chung là cách nghĩ, cách làm chung như vậy, thì chúng ta mới 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 dễ dàng cho cái câu chuyện đó là định lượng. Định lượng lại cái phương pháp, định lượng là cái phương pháp. Định lượng cả lại cái phương pháp thì em cho em 2 phút, bởi vì có một số bạn là có rồi mà báo ân có Chưa có, không làm xong logo rồi. một số bạn thì để từ từ chút xíu mình sẽ cho thêm sau, bởi vì là có rất nhiều bạn đang đang chưa được vào nhóm Mạnh Thường Quân, nhóm kín, nên là nó đang bị lỗi một cái gì đó mà mình chưa vô được, nên là từ từ chút xíu, chút xíu ạ. Mình cho mình xin phép 1 phút, 1 phút. Thì cứ nói đi để em thêm thôi. Em đang muốn thêm để đo anh đây. Ok, tiếp tục nha. Nó đang bị lỗi cái gì đó mà mọi người không vào được, không xem được. Em tiếp tục với cái câu chuyện là chúng ta chơi chung với nhau, anh em ta cùng chơi chung với nhau một nhóm, thì cũng mong là sẽ đem lại những cái lợi ích chung cho tất cả mọi người. Chính vì là mong là cái lợi ích chung nên ta phải làm rõ với nhau cái câu chuyện, đó là cùng chung nhau một cái quan điểm, cùng chung nhau một cái quan điểm. Thì
Trong cái nhóm kín này thì không nhiều người nên là có người đang trực tiếp, có người không đó, anh Tùng. 8 9 người thôi, không 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 nhiều đâu, mà em cũng không nhất thiết là nói những cái chuyện này em cần nói đông đâu. Bởi vì không cần ghi biên bản, bởi vì đơn giản đó là cái này á, nó tí nó sẽ lưu lại trên nhóm này thì chiều mọi người sẽ xem lại được. Mọi người sẽ xem được được lại cái này. Thì những người mà họ không được xem trực tiếp á, người xem trực tiếp anh em mình đang chia sẻ đang nói chuyện á, thì họ chiều họ sẽ xem lại để thống nhất với nhau một cái tư duy là như vậy. Thì ở đây nhóm câu lạc bộ tự doanh hiện tại á thì cũng đang xét lại, đang nhập lại những cái dữ liệu, những cái số liệu để tổng hợp ra những cái danh mục những cổ phiếu mà chúng ta thường xuyên giao dịch. Có thể trong ngắn hạn những cổ phiếu mà chúng ta nói đến nó vẫn có thể là giá rổ nó vẫn chạy lòng vòng, nhưng mà câu chuyện đó là phải cùng một cái tư duy đó, rồi sau đó mới quay sang câu chuyện là sau này sẽ không phải hỏi với nhau là đánh cái gì nữa, chỉ cứ trong cái danh mục đó thôi, và chúng ta cùng nhau để tìm cái điểm mua bán làm sao cho phù hợp, thêm những cái danh mục cổ phiếu mới mà nó tích cực ở cái góc độ là giống như anh chị nói là nó khoảng đâu đó khoảng khoảng giá thấp hơn một chút, giá thấp hơn 100.000, ví dụ như giá khoảng tầm nằm loanh quanh 20 đến 30 mà nó thực sự rất là ok, thì sẽ thêm sau, và Thắng sẽ chia sẻ giống như những video như này, sẽ chia sẻ về cơ bản của nó, nói chuyện về cơ bản của nó, nói chuyện chi tiết hơn, để một phần là để chia sẻ với anh chị cùng biết, một phần hai nữa là để thuyết phục các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau giao dịch những cái cổ phiếu đó, là những cái thêm. Còn trước mắt thì những cái danh mục chung thì nó nằm ở trên nền tảng khoảng 50 cổ phiếu thôi, 50 cổ phiếu thôi. À, đúng rồi, phân tích cơ bản đây tức là Thắng gần như đóng vai trò là một một analyst, Thắng sẽ chia sẻ với anh chị ở góc độ đó. Nếu như những kiến thức về analyst của Thắng chưa đủ thì Thắng sẽ tham khảo ý kiến của các analyst các công ty chứng khoán khác, bởi vì Thắng có những mối quan hệ nhất định với lại các cái doanh nghiệp, cũng như là trực tiếp đi doanh nghiệp hoặc là tham khảo ý kiến của các analyst khác về về cái việc mà analyst đó họ đang phụ trách cái ngành đó, cái công ty đó, thì sẽ cập nhật với anh chị. Đó mới là câu chuyện của cái gọi là sau cái khi nhập môn thì bắt đầu bước sang cái gọi là những cái topic mà chúng ta nói chuyện với nhau ở góc độ là những gọi là cấp 1, cấp 2, và bắt đầu nâng dần cái cấp độ đầu tư lên, chứ không chỉ đơn giản chỉ là những cái câu chuyện mà là nhập môn với những cái kiến thức cơ bản vớ vẩn, mà đi trực tiếp vào các doanh nghiệp, đi vào doanh nghiệp, hiểu được doanh nghiệp. Và có thể có rất nhiều anh chị tham gia cái nhóm với chúng ta đây, đóng kinh phí không đầu tư chứng khoán, cũng không làm ra không làm sao cả, vẫn vui. Vui ở chỗ thế này này, khi mà Thắng đã đưa ra những cái Thắng vừa nói đó thì anh chị em nhà mình sẽ hiểu hơn về về một cái đặc thù của cái ngành đó, hiểu rộng hơn về kinh tế xã hội, hiểu rộng hơn về kinh tế vĩ mô, hiểu thêm về kinh tế ngành và kinh tế của những doanh nghiệp. Chúng ta sẽ biết được rằng là ở được cái nền kinh tế của mình đang có những ngành nghề nào đang phát triển mạnh, những cái doanh nghiệp nào đang được 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 cho là phát triển tốt mạnh ở tại tại trong nền kinh tế trong nước, và có thể sẽ mở rộng hơn nữa ở nền kinh tế thế giới nữa, và những cái tin tức, những cái vấn đề cập nhật liên quan đến vấn đề thế giới nữa, chứ không chỉ là những vấn đề chỉ là điểm tin hàng ngày, chỉ là này kia. À, nó quá chỉ là sơ đẳng với cái câu chuyện mà chỉ với cái biểu đồ kỹ thuật để cứ lên lên xuống xuống các chỉ báo, chuyện đó ai cũng làm được, không phải là cái câu chuyện chuyện khó làm đối với nhiều người, vì đơn giản chỉ cần học qua vài cái kiến thức cơ bản về cái chỉ báo thì chỉ nhìn được trên biểu đồ kỹ thuật luôn. Nhưng cái câu chuyện mà khi chúng ta giao dịch trên một cái nền tảng đó là mua một cái sản phẩm thực sự rất là tốt, nó không chỉ là tác động đến câu chuyện chúng ta kiếm tiền, mà chúng ta có một cái tư duy mới mà em đang đang hình thành cái nhận thức, đó là câu chuyện tức là cổ doanh nghiệp tác động đến thị trường là chúng ta quay trở ngược tác động đến doanh nghiệp để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Bởi vì khi chúng ta tác động đến doanh nghiệp tức là chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua doanh nghiệp, là một hình thức chúng ta đầu tư vốn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có sức khỏe hơn, có sức khỏe về về tài chính hơn, để tiếp tục lại gia tăng đầu tư phát triển ở ngoài xã hội, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra những cái lợi ích cho xã hội. Thì gần như là cái ngành này nó sẽ thành cái ngành là nó là một cái nguồn vốn, không chỉ là cái nguồn vốn vốn gọi là vốn vốn giống như trong ngân hàng, nó đóng vai trò là tương đồng với ngân hàng. Ở trên thế giới thì ngành chứng khoán là nó vai trò còn cao hơn cả ngân hàng cơ, thì nó là nguồn vốn huy động dài hạn cho các doanh nghiệp. Thì đó mới là tư duy chuẩn, chứ không phải là cái câu trêu chuyện cá kiếm mà tiền của túi người này bỏ túi người kia, mà
thúc đẩy cái câu chuyện đó mới là một câu chuyện đáng để nói, đáng để làm. Trong nhóm kín thế này thì em nói sẽ nhiều thứ các anh chị sẽ vỡ ra rằng là chúng ta đang đầu tư hay đang đánh bạc, chúng ta đang nghiên cứu một cái môn, nó gọi là một cái môn môn này thì nó không hề dễ một chút nào cả, nó cũng giống như một ngành nghề khác ở trong xã hội thôi, nó cực kỳ khó, cực kỳ khó. Nhưng cái môn này nó phải trên một cái nền tảng tư duy, tức là cái tiền tiền tiết kiệm của chúng ta hoặc là cái tiền mà chúng ta muốn tham gia cái môn này để kiếm lợi nhuận, nó không chỉ là cái câu chuyện kiếm lợi nhuận giữa, ví dụ lấy tiền thắng lời là lấy tiền lỗ của ông Duy Anh, của anh Duy Anh, hay là lấy tiền lỗ của anh, của một cái anh nào đó, thành phần nào đó đang 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 cùng tham gia đó. Câu chuyện đó là lấy tiền từ túi người này bỏ túi người khác. Câu chuyện ở đây nó bắt nguồn từ cái thế này: những cái thằng nào chúng ta sẵn sàng với câu chuyện, tại sao gần đây anh chị có nghe thấy câu chuyện là Vinamilk rồi P&G họ đang có cái phong trào là biểu tình theo cái hướng là không dùng quảng cáo, theo cái kiểu là đưa những cái quảng cáo trên YouTube hoặc trên một số cái trang web mà đưa vào những trang web đen nào đó. Thì chúng ta đây cũng thế, cố gắng rằng là không chỉ đầu tư mà chúng ta hiểu về kinh tế Việt Nam, chúng ta đem tiền của mình vào để giúp ích cho những doanh nghiệp, họ có làm ăn, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra của cải cho xã hội, thì ngược lại nó lại quay lại thúc đẩy chúng ta. Đó mới là tư duy chuẩn, chuẩn nó nằm ở chỗ đó. Và nền kinh tế nó tác động là cũng một phần chúng ta góp một phần nào đó vào chuyện xây dựng cái thị trường chứng khoán. Đó là không phải là chỉ là cái tư duy viển vông đâu. Thắng nói cái câu chuyện này là nó đúng bản chất của nó là phải là như vậy, chứ không phải là những câu chuyện là chúng ta đi làm lời cho những cái thành phần gọi là xé giấy lấy tiền, những thành phần mà không một chút nào hết có ý xây dựng thị trường. Em không muốn chê bai bất kỳ một vấn đề gì, bởi vì mình không tham gia thì mình thôi, mình không chê bai. Nhưng rất 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 nhiều những vấn đề trong xã hội này, trong cái nền kinh tế này và trong cả cái thị trường chứng khoán, nó đang không đúng nghĩa của một cái kênh huy động vốn dài hạn, mà nó đang là một cái, nó đang cố tình tạo ra một cái sới bạc. Tại sao anh chị có biết tại sao tại lần đây anh Nguyễn Duy Hưng là giám đốc, là chủ tịch tập đoàn, là chủ tịch hội đồng quản trị của SSI, anh đã nói rất nhiều trên Facebook, nói rất nhiều những ý mà mang tính chất chia sẻ, mang tính chất xây dựng. Bởi vì đơn giản chính anh là người mà là đi đầu trong ngành chứng khoán, nhưng anh cũng rất băn khoăn với câu chuyện là một cái kênh huy động vốn dài hạn này. Cái kênh huy động vốn dài hạn này nó đang đâu đó, nó đang lồng ghép vào đó những cái vấn đề mà nó không tạo ra một cái kênh để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Nó không thúc đẩy nét nền kinh tế, thành thử nó sẽ chuyển thành một cái kênh kênh bạc trá hình. Anh chị có hiểu ý em chia sẻ không ạ? Để em nhắc nó, tức là gọi là chia sẻ lại một lần nữa cái bản chất của cái ngành cái thị trường chứng khoán. Bản chất thị trường chứng khoán nó là kênh huy động vốn dài hạn, thì nó có tác động qua lại, nó tác động qua lại, tức là doanh nghiệp làm ăn tốt thì đương nhiên nó quay lại tác động đến giá, giá thì nó tác động đến hành vi mua bán của anh chị. Anh chị tác động đến hành vi mua bán thì anh chị lại mua vào để giữ, nắm giữ và đầu tư, thì lại gián tiếp, mặc dù anh chị mua rất ít không nhiều, nhưng em cứ giả định là anh chị mỗi mỗi người mua một doanh nghiệp thì đủ tiền để mua một doanh nghiệp, thì chính anh chị sẵn sàng bỏ vốn đầu tư dài hạn cho một doanh nghiệp nào đó, họ có vốn họ lại quay trở ngược lại đầu tư phát triển doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra thặng dư xã hội, rồi ngược lại xung quanh chúng ta sẽ có những cái môi trường như thế mới tạo ra được cái sự phát triển của nền kinh tế. Kinh tế nó cũng muốn lớn lên là nó phải bắt nguồn từ đó, chứ không phải là những đứa con không chịu lớn 100 năm rồi, vài trăm năm rồi vẫn không chịu lớn. Đến nước bạn Lào lúc nào cũng chê họ, đến nước Campuchia lúc nào cũng chê họ, nhưng dần dần doanh nghiệp của Việt Nam mình sức cạnh tranh kém dần đi. Nguyên nhân nó bắt nguồn từ vấn đề, từ những cái vấn đề then chốt mà em đang nói. Đó là cái thứ mà em băn khoăn rất là nhiều. Bởi vì yêu cái nghề này, hiểu cái nghề này nó là cái gì trên 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 thế giới, nó có tác động như nào đến kinh tế xã hội của một quốc gia, có tác động đến kinh tế xã hội của toàn cầu. Không phải tự dưng mà người ta vẽ ra cái thị trường tài chính, vẽ ra cái thị trường chứng khoán. Bởi vì cái kênh huy động mà chúng ta đang áp dụng lớn nhất đó là sở hữu, là vay lãi ngân hàng. Tức là anh ngân hàng đứng vai trò là trung gian, anh là tín dụng, vai trò trung gian. Dân mà gọi là có dư tiền thì gửi vào ngân hàng đã đóng vai trò trung gian cho vay. Nhưng gần đây các ngân hàng không làm đúng vai trò của họ. Họ đi vay tiền của dân nhưng họ đi cho vay không hợp lý. Vậy chúng ta phải đứng ra làm vai trò là tự mình quyết định cái tiền của mình đưa vào doanh nghiệp nào, và doanh nghiệp nào đáng để cho chúng ta bỏ cái đồng tiền gọi là mồ hôi nước mắt của chúng ta ra để cho họ vay. Và chúng ta tự lựa chọn chuyện đó, chúng ta tự lựa chọn chuyện đó thì nó mới thúc đẩy, chứ không phải để qua những kênh
kênh trung gian mà họ làm không đúng không chúng? Đúng không ạ? Thì ở trên thế giới tại sao lãi suất huy động bằng tiền gửi tiết kiệm nó lại về không? Nó về không bởi vì cái kênh mà kênh ngân hàng, kênh tín dụng á, nó đóng vai trò không còn then chốt bằng cái kênh mà huy động vốn dài hạn ở từ thị trường tài chính. Thì mỗi thành phần tham gia thị trường phải biết tự kiểm soát dòng tiền của mình ở chỗ là chuyển dịch dòng tiền vào đâu cho đúng. Thì quay trở ngược lại, khi dòng tiền chúng ta chuyển dịch đúng, thúc đẩy chính doanh nghiệp đó có tiền dài hạn thì sẽ hỗ trợ kinh tế, sẽ quay trở lại, tức là tác động qua lại giữa giữa gia ví dụ nha, tiền của em của anh chị bỏ vào một doanh nghiệp họ đang làm ăn rất là tốt, họ đang khao khát cần vốn để đầu tư phát triển, để tạo ra công ăn việc làm, thì chúng ta bỏ tiền vào đó, đúng rồi, đúng nơi rồi, đúng nơi cần bỏ rồi, vị trí đó là vị trí hợp lý rồi. Sau đó doanh nghiệp đó họ sẽ tận dụng cái đồng vốn đó, họ đầu tư phát triển thêm. Thì doanh nghiệp họ lớn lên, họ lại thúc đẩy và kéo theo những doanh nghiệp khác cũng cạnh tranh để lớn lên, thì kinh tế nó mới phát triển được. Kinh tế nó phát triển được lại tác động trở ngược lại tới lượng lương và miếng cơm manh áo của các anh chị, tức là cái thu nhập trung bình đầu người càng ngày nó càng tăng lên và cả nền kinh tế nó mới đi lên được. Còn ở đây á, nó đang có cái gì đó nó không, nó đang lợn cợn ở đây, nó đang nằm ở cái câu chuyện đó là rẻ đắt, đắt rẻ, cái chuyện tức là mang tính chất là cá nhân hóa vấn đề á, tức là mua lên trời tí bán mong rằng cái người mua sau của mình sẽ bị lỗ. Thì vấn đề của anh chị là lấy tiền của một cái thành phần phía sau bỏ vào tiền túi mình, xã hội không có được cái lợi ích gì hết. Anh chị có ý kiến thì cứ nói thử, em tiếp tục chia sẻ tiếp ạ. Em sẽ nói tiếp những vấn đề này khá là hay, khá là hay. Nói trong nhóm thì nó có nhiều thứ anh chị sẽ được nghe hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn và phù hợp hơn. Có vẻ im ắng quá, mọi người không không có ý kiến gì đúng không? Em nghĩ một chút, em nghĩ một chút, em sẽ nói tiếp. Anh chị cứ cho ý kiến đi ạ. Rồi, bắt đầu ta em quay sang một vấn đề nữa, đó là bắt đầu đi từ trên xuống. Nền kinh tế muốn phát triển được hay không, nó đừng, chúng ta đây là những con người bây giờ ở độ tuổi nằm ngoài 30 hết, chúng ta không ai hết nắm vận mệnh của đất nước này, đúng không ạ? Lẫn nắm cái quyền quyết định của đồng tiền của mình và nắm những cái trong này. Có những anh chị ở đây đang là quản lý của các doanh nghiệp, các tổ chức. Vậy nền kinh tế từ trên trở xuống muốn phát triển đi lên được thì lại chính từ những cái quyết định của các anh chị, quyết định của anh chị. Thì bây giờ chúng ta mới định lượng là ở vậy nền kinh tế chúng ta từng ngành một. Tôi nói ví dụ, Thắng nói ví dụ, ngành xây dựng thì gồm những doanh nghiệp nào là đầu ngành, những doanh nghiệp nào đó có đáng để chúng ta bỏ tiền vào đầu tư. Đừng nghĩ mình chỉ bỏ vào 100 triệu, 200 triệu, 5 triệu. Chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta là một nhà đầu tư chiến lược, bỏ tiền vào đó với cái khối lượng tiền. Lấy ví dụ như là vừa rồi đấy, Air France nó vừa đầu tư vào cảng hàng không ACV, tức là công ty quản lý các cảng hàng không của Pháp, nó bỏ vào 20% mua ACV là của Việt Nam mình. Thì vậy tư duy của chúng ta nên nghĩ giống tư duy của họ. Bây giờ giả định chúng ta bỏ vào 20% mua là đối tác chiến lược, thì vậy chúng ta bỏ vào đâu trong cái nền kinh tế Việt Nam này? Phải nghĩ từ đó nghĩ xuống, đừng nghĩ từ dưới nghĩ lên, đừng chỉ nghĩ là mua con gì bán cái gì có lời cái gì không. Đừng bao giờ nghe thiên hạ nó nói rằng là mua đi con này hay cái này kia, không đúng. Vấn đề chúng ta phải nghĩ từ trên nghĩ xuống. Hoặc là ví dụ chúng ta đặt ra vấn đề là chúng ta có 100 tỷ hay 1.000 tỷ, bây giờ muốn đầu tư vào cái nền kinh tế Việt Nam này thì đầu tư vào cái gì, vào cái gì, đúng không ạ? Thì chúng ta mới bắt đầu xét cái tư duy, là chúng ta cùng nhau cái tư duy phải từ cái tổng quan đó, chúng ta mới xét dần để tạo ra cái danh mục. Thì em nói câu chuyện của Air France, tại sao Air France nó lại 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 đưa tiền, rót tiền vào cụm cảng hàng không ACV? Ở đây có một anh nào đó đang làm ở ACV đấy, có anh gì đang làm ACV đó, thì chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi đó, tại sao họ đầu tư vào, họ kỳ vọng gì ở Air France? Tại sao có doanh nghiệp họ đầu tư vào Vinamilk, bây giờ khối lượng cổ phiếu, tức là người nước ngoài nắm giữ tại Vinamilk trên 50% rồi, thế tại sao
người ta bỏ ra hàng nghìn tỷ, mấy chục ngàn tỷ để đầu tư vào Vinamilk. Mà tại sao người Việt Nam mình chỉ cứ đi lo chuyện là lên tí, xuống tí, lên tí, xuống tí. Nó nghe nó không đúng một chút nào hết. Vậy tư duy chính chủ đạo của vấn đề nó nằm ở từ trên đó. Thì chúng ta phải định hướng lại là vậy, xây dựng thì đầu tư vào cái gì? Xây lắp thì đầu tư vào cái gì? Bên hạ tầng, ví dụ như các vấn đề công ty hạ tầng thì nên đầu tư vào chỗ nào để phát triển kinh tế? Bên vận tải thì đầu tư cái gì? Bên dược thì đầu tư cái gì? Và nền kinh tế Việt Nam mình, em nói những chuyện này sẽ là đưa cho anh chị cái định hướng ngành luôn, một cái định hướng ngành rộng luôn, rộng luôn. Em lấy ví dụ, nếu như ngành ngành mà liên quan tới thực phẩm thì lớn nhất thị trường bây giờ có phải là Bia Sài Gòn và Vinamilk không? Masan nữa. Vậy vấn đề là ba cái cổ phiếu đó chúng ta bắt đầu nghiên cứu, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu ngành thực phẩm. Ngành thực phẩm gồm có Vinamilk, nó như thế nào? Nó đang phát triển ra làm sao? 30 năm vừa rồi Vinamilk phát triển như thế nào? Bia Sài Gòn phát triển ra làm sao? Masan phát triển ra làm sao? Đó là những doanh nghiệp đầu ngành của ngành thực phẩm. Thực phẩm Masan thì nó liên quan đến mì gói, nước mắm, chin su, rồi tùm lum tá lá. Còn bia thì Bia Sài Gòn nó có rất nhiều loại bia. Spencer, bia xanh, bia các loại bia luôn. Và hình như không nhầm, gần như Tiger gần bây giờ cũng là của Bia Sài Gòn đúng không? Tiger bây giờ cũng là Bia Sài Gòn rồi. Đấy, thì vấn đề chúng ta bắt đầu nói đến câu chuyện bia. Rồi nói đến câu chuyện sữa. Sữa thì trong sữa nó có rất nhiều các loại. Sữa trẻ em, sữa gói, sữa các thứ. Thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu về cái ngành thực phẩm. Thì nghiên cứu đó thì chúng ta thấy rằng cái ngành thực phẩm đó, ví dụ như sữa Vinamilk, ví dụ như Bia Sài Gòn và ví dụ như là Masan, nó tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho cái xã hội này? Nó đang phát triển ra làm sao? Tại sao các quỹ đầu tư nước ngoài họ đến Việt Nam họ lại rót vốn vào đó? Đó là vấn đề về ngành thực phẩm. Ngành xây lắp. Tại sao vừa rồi đây có một cái quỹ, một số quỹ nó lại rót vốn vào Cotecom? Cotecom là ngành xây lắp, là ngành đứng đi đầu ngành xây lắp. Anh chị nhìn ở quanh chúng ta xây dựng thì sức mạnh lớn nhất của ngành xây lắp phải là Cotecom. Anh chị có bao giờ trong đời anh chị đã nghe thấy cái công ty xây lắp Pharos chưa? Em chưa bao giờ nghe thấy. Em mới nghe thấy từ khi nó lên cái sàn chứng khoán này, mà em chưa thấy bao giờ nó thấy xây dựng ở ngoài nó có cái uy tín thương hiệu như nào cả. Vậy là đơn giản, nếu cho em chọn, em sẽ chọn Cotecom, em không bao giờ chọn Pharos. Pharos, em hiểu bản chất Pharos hơn ai hết. Ngay từ cái ngày mới thành lập, nó có 3 tỷ đồng thôi, từ một cái công ty cái gì đó, anh chị nếu đọc lại, chỉ khó đọc lại, anh chị sẽ biết. Nó là một cái công ty dịch vụ gì đó, có 3 tỷ đồng vốn chủ sở hữu thôi. Trong vòng 3 năm, bây giờ vốn hóa thị trường của nó thành 66.000 tỷ. Em nói thiệt nha, Thánh Gióng cũng không lớn nhanh như thế. Thánh Gióng trong gọi là cổ tích Việt Nam mà Thánh Gióng không lớn nhanh như thế. Thì đó là câu em nói như vậy thôi. Còn cái ngành xây lắp, đi sang cái ngành xây dựng bất động sản thì anh chị thấy là lớn nhất là cái gì? Là Novaland, là Vincom. Đúng không ạ? Vậy phải định lượng lại cái câu chuyện là vậy, trong ngành đỉnh cao của cái ngành đó thì công ty nào góp phần xây dựng cái xã hội này, góp phần tạo ra công ăn việc làm và biên lợi nhuận cho xã hội này. Đến như cái ngành vận tải thì có, đương nhiên có Vietnam Airlines, Vietjet, ACV là những ngành phục vụ. Bên cạnh đó thì những cái công ty con nằm trong ACV thì có Sacco, có Masco, có ở trong Hồ Chí Minh nó là gọi là ở trong ngoài Hà Nội nó gọi là Natco gì đấy, đúng không anh? Đúng không các anh? Natco gì đấy đúng không? Natco, Masco, Sacco là những công ty phục vụ xuất ăn cho ngành giao thông vận tải đấy. Rồi ACV thì Vietnam Airlines, thì trong Vietnam Airlines thì có Jetta là công ty con của Vietnam Airlines. Thêm công ty ngoài nữa là Vietjet vừa lên sàn, và các hãng không khác. Ngày xưa có cái hãng hàng không gì đấy mà vừa đây mới không còn nữa. Rồi sang một cái ngành khác, đó là ngành vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng thì gồm có mấy công ty sắt thép, mấy công ty vật liệu xây dựng gồm có nhựa, rồi gồm có cáp Carivi, cáp điện BID, nhựa thì có nhựa Bình Minh, nhựa Tiền Phong, nhựa Thứ Niên Tiền Phong hay gì, nhựa Đông Á. Đấy, những ngành nghề trong xã hội mình có vậy thôi. Còn ngành ngân hàng thì ai cũng biết rồi, ngân hàng thì lợi đẹp nhất, tốt nhất trong ngành ngân hàng là Vietcombank, nợ xấu ít nhất, sạch sẽ nhất. Sau đấy thì là bắt đầu là Công Thương, BIDV, ACV, ACB, rồi ngân hàng quân đội. Rồi ngành gì nữa? Ngành chứng khoán. Ngành chứng khoán thì có hai công ty ngoài, tức là không phải công ty con của ngân hàng được cho là khá tiêu biểu, đó là SSI và HSC. Mấy công ty liên quan mới thì có VND, VN Direct gì đó, rồi Maybank Kim Eng, KIT, những công ty đó là những công ty mới, không có đủ độ lớn.
Tức là cái em phải xếp từ đầu ngành xếp xuống. Rồi 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 định hướng thêm nữa đi. Anh chị thêm những cái ngành gì đó, ví dụ như một cái ngành mới nhưng mà kinh tế Việt Nam nó nhỏ lắm. Trong mắt của nhà đầu tư chiến lược á, trong mắt của nhà đầu tư chiến lược á, họ nhìn tại sao mà anh chị lại phải quay lại một cái câu chuyện nữa, đó là anh chị nghe em nói một cái vấn đề nữa, đó là tại sao thị trường mình lại là thị trường cận biên chứ không phải là thị trường mới nổi. Và cái kỳ vọng của em của năm 2017 đó là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ngành dược thì có dược hậu giang, ok. Hai vấn đề chủ chốt mà anh chị nhớ giùm em đó là năm 2016 2017 là năm đầu bản lề của cái chuyện dịch chuyển về cơ cấu kinh tế, dịch chuyển về 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 người lãnh đạo và dịch chuyển cả về tư duy, gọi là thay đổi. Không thay đổi thì chết ạ, thay đổi hoặc là chết ạ, thì họ đang thay đổi về mặt chính trị. Về mặt kinh tế thì chúng ta đang cùng nhau xây dựng theo hướng nâng hạng thị trường. Trong não của các quỹ đầu tư lớn, các quỹ đầu tư chiến lược nước ngoài họ vào Việt Nam cũng giống như, ví dụ anh chị đi xuống một cái làng nào đó, ở cái bản nào đó, anh chị chỉ nhìn thấy một nhà cái ông trưởng thôn này, vài ba nhà quanh quanh cái nhà ông trưởng thôn là có ý nghĩa đối với anh chị là đầu tư được. Thì cái quỹ đầu tư lớn nước ngoài nó đến Việt Nam nó cũng nghĩ như thế. Ở Việt Nam có trên đầu ngón tay này 10 ngón tay thôi đáng để nó đầu tư thôi. Còn những cái quỹ bây giờ anh chị biết, nói như ông, một số chuyên gia họ cũng có nói và em cũng tham khảo qua, thì ở Việt Nam mình á không có nhiều cái lựa chọn cho họ đầu tư. Còn những cái công ty rác rưởi mà vốn hóa nhỏ chút xíu, không có ý nghĩa về mặt thị phần trên thị trường, trên thị trường, thì họ không dám đầu tư. Đầu tư em lấy ví dụ như là chỉ cần hai công ty nhựa nhựa Bình Minh, nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và nhựa Đông Á, thì nếu họ chọn đầu tư họ sẽ đầu tư vào nhựa Bình Minh bởi vì thị phần của nhựa Bình Minh lớn nhất. Nếu đầu tư vào sữa thì có sữa Vinamilk, sữa Chu Milk và sữa Hà Nội Milk, Bông Milk, tùm lum ta lại các loại nhựa, Đà Lạt Milk, Long Thành Milk, thì đương nhiên họ sẽ đầu tư vào Vinamilk bởi vì thị phần của Vinamilk chiếm phần lớn thị phần trong cái nền kinh tế Việt Nam. Đó là vĩ mô, đó là vấn đề vĩ mô. Và các quỹ bây giờ họ đang đầu tư ở Việt Nam chỉ là những quỹ nhỏ, cũng giống như là anh chị bây giờ cầm 1 tỷ đồng lên một cái vùng bản nào đó thì lên đó xây dựng một cái hệ thống phân phối, thì anh chị cũng chỉ mới là một thành phần thôi. Nhưng có những thằng nó có hàng trăm tỷ, nó chưa bao giờ bước đến cái bản nó đầu tư cả. Để nó đến được cái bản nó đầu tư, nó phải có cái gì thu hút nó ở đến cái bản nó để đầu tư. Thì mình coi đất nước mình là một cái bản đi, em nói trong nhóm nhỏ thì nó dễ nói hơn, cái bản đi. Thì các quỹ đầu tư lớn có hàng vài tỷ đô la Mỹ, vài chục tỷ đô la Mỹ, hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, anh chị sẽ biết có những quỹ đầu tư lớn nó lên tới hàng trăm ngàn tỷ đô la Mỹ, hàng trăm đấy, tính bằng hàng trăm ngàn, thì nó vào Việt Nam nó mua cái gì bây giờ, nó có cái gì để cho nó mua đâu. Có đến 10 cổ phiếu trên đầu ngón tay đáng giá trị là gọi là vốn hóa trên 1 tỷ đô la thì nó đâu có, nó đến làm cái gì. Thì vậy chúng ta đang có cái tư duy của năm 2016 2017 đó là nâng hạng lên, nâng cái hạng lên. Nâng hạng thì nó có quy định về nâng hạng của thị trường chứng khoán, từ cái hạng gọi là thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, nó có chuẩn. Cái chuẩn của nó vài cái ý cơ bản, nó là chuẩn của nó tức là vốn hóa thị trường phải đủ lớn, các doanh nghiệp phải đủ lớn, nhiều cái lựa chọn hơn cho họ. Và cái thứ ba nữa đó là cái sự minh bạch. Ít người nói đến câu chuyện minh bạch, không minh bạch đừng hòng nâng hạng. Thì chúng ta gần đây có nói đến câu chuyện là tại sao ép một số doanh nghiệp phải lên sàn. Sabico là một trường hợp đã cổ phần hóa rất lâu nhưng mà không chịu lên sàn. Sau cái thời mà ông Vũ Huy Hoàng ấy, nghỉ rồi bây giờ ấy, thì là mới ép năm vừa rồi mới lên được sàn. Lên sàn nó không chịu lên, nó không chịu lớn, nó lên sàn nó cần phải có, nó yêu cầu cái sự minh bạch. Nhưng mà nó không lên, nó cứ giấu bẹn ở bên ngoài, nó không chịu lên. Nó cứ kệ vậy đó. Rồi rất nhiều các doanh nghiệp bị áp lực phải lên sàn và phải cổ phần hóa. Nhiều năm rồi Việt Nam Airlines có anh nào làm ACV biết cổ phần hóa không muốn lên sàn, không muốn lên. Nhưng mà gần đây là ACV lên sàn, Việt Nam Airlines lên sàn, các doanh nghiệp lớn trong ngành dầu khí lên sàn, Sabico lên sàn. Và có một cái báo cáo gần đây, trong cái báo cáo mà talk show của MBS nó có đang nêu năm tới đây, em mở cho anh chị xem để em đọc lại cho anh chị nghe, bởi vì anh chị có nhiều người có khả năng là chưa có đọc cái đó.
Đây anh chị này, có nói năm tới là những cái gì lên sàn tiếp, em đọc cho anh chị qua cho anh chị biết luôn. Bởi vì cái này thực ra những cái thứ em nói là những thứ em cũng tham khảo đọc của người ta, rồi cũng nghiên cứu, rồi cũng tổng hợp, chứ không phải là cái gì đó mà tự em nghĩ ở đâu ạ. Cái này đó là có cái số liệu tổng hợp thống kê. Thì đây nha, em nói với anh chị nha, ví dụ như năm nay nó đang thúc đẩy những doanh nghiệp này lên sàn này, em đọc trong cái báo cáo mà em gửi cho anh chị của MVS Talk, và là và cái báo cáo định hướng kinh tế vĩ mô của BSC á, và có một số báo cáo của SRI HSC nữa, nhưng mà thực ra nó nhiều quá anh chị cũng chẳng đọc, nên là em không muốn gửi là như vậy. Nó phải có định hướng về mặt tư duy trước, định hướng về mặt kinh tế vĩ mô trước, sau đó chúng ta mới bắt đầu xây dựng trên cái nền tảng đó. Có bạn nào đấy gọi cho em để chút xíu lúc khác em nghe sao ạ. Đây anh chị này, năm nay IPO á thì Sabico lên sàn rồi, Vinatech dệt may lên sàn rồi, Masan Consumer, anh chị mới biết đến cái Masan, một cái Masan còn công ty Masan tổng của nó nữa, vốn hóa nó cực kỳ lớn, vốn hóa ước tính khoảng 94.000 tỷ, cũng là Masan. Masan rồi Vietsan, Vietsan thì lên rồi, TCT 36 á, TCT 36 anh chị biết là gì không ạ? À? Là chuẩn bị cũng sẽ lên sàn, nó vốn hóa thị trường nó khoảng tầm 6.473 tỷ ạ. Có VIB thì lên sàn rồi đúng không? 11.000 tỷ vừa rồi mới lên. Ngân hàng VIB á. Novaland thì lên rồi, 28.000 tỷ vốn hóa. Petrolimex, sắp tới Petrolimex sẽ niêm yết. Công ty xăng dầu, công ty mà hàng ngày các anh chị mà ra đường thì cơm có thể không ăn nhưng mà xăng thì phải phải đổ á. Đó là Petrolimex, vốn hóa thị trường của nó khoảng đâu đó khoảng 30.000 tỷ anh chị. Vinafood, Vinafood ạ. Rồi Vinasucker bên cái phần xây lắp, đúng rồi, xây lắp á. Vigwa Subco á. Rồi Thaco Trường Hải. PLX, đúng rồi đấy ạ, đối với anh nói chính xác luôn, PLX. Thaco Trường Hải. Rồi Vinachem, Hanco lên hết rồi, Vietnam Airlines lên rồi, Vietjet lên rồi, PV, à còn ngành điện nữa, ngành điện dầu khí á, điện lực dầu khí á, PV Power á, vốn hóa thị trường của nó khoảng 27.000 tỷ. Rồi sắp tới cho cả lọc lọc hóa dầu Bình Sơn lên nữa anh chị, lọc hóa dầu Bình Sơn vốn hóa thị trường cũng khá lắm, khá đấy, con này khá lắm, lọc hóa dầu Bình Sơn. Rồi PV Oil, nhớt á, cái nhớt mà anh chị hay đổ hàng ngày á, nhớt cho xe máy ô tô á, BVOI. Rồi Mobifone và Viettel cũng sẽ phải lên sàn, không thể tránh khỏi câu chuyện đó được. Bên cạnh đấy nữa thì nhà nước sẽ bắt đầu có câu chuyện phải thoái vốn ra ở các doanh nghiệp đang nắm trên 90%, gồm các ngân hàng lớn cộng với một số doanh nghiệp đang nắm lớn, mở màn cho câu chuyện thoái vốn. Đó là bán vốn ở Vinamilk, sắp tới sẽ bán vốn, Bộ Công Thương sẽ bán vốn ở Sabico, sắp tới nữa sẽ bán vốn thêm ở một số cái tập đoàn tổng công ty lớn liên quan, để làm gì, để đối tác chiến lược. Bởi vì rõ hơn này hết không thể giấu chúng ta được, đó là câu chuyện khi đối tác chiến lược họ vào họ làm rất đàng hoàng. Công ty chứng khoán Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình, HSC có thằng DC nó vào nó làm khác hẳn, Vinamilk là một ví dụ điển hình khi có đối tác chiến lược vào họ làm khác hẳn, họ làm đàng hoàng hẳn. Cái câu chuyện họ làm minh bạch thông tin, phát triển doanh nghiệp từ đang đang từ đang từ gọi là rất chi là không không được tốt, mà họ vào họ tiết giảm chi phí, họ thúc đẩy về mặt chiến lược, thúc đẩy về mặt tăng trưởng thị phần, làm rất nhiều tốt. Cái đó mới là cái thứ cần cần đến anh chị. Rồi hết cái câu chuyện em nói về mặt vĩ mô thì nói về mặt vi mô. Thì trên cái nền tảng đó em mới lại quay lại với các anh chị với câu chuyện đó là mua cái gì bán cái gì. Đừng bao giờ nói với em câu chuyện là HRR mua được không, KLF mua được không, Fit mua được không. Tóm lại là các doanh nghiệp đó làm được cái gì cho nền kinh tế, hay là chỉ là một câu chuyện vẽ ra cho vui. Xa lắm rồi, em có biết chứ không phải không. Nhiều người, nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị, nhiều nhiều tổ chức cứ nói với em rằng là có biết cái câu chuyện là bây giờ về cái sau đấy là mở một quán phở bò, sau đấy là
bán cho nó tạm tạm tí, xong mở 10 quán phở bò, sau đấy mở 100 quán phở bò, sau đấy là IPO với vốn hóa mỗi quán phở bò tính trung bình là 5 tỷ, 100 quán phở bò là 50 tỷ. Hay con đứa nó định giá là quán phở bò của em là 5 50 tỷ một quán. 100 quán là 500 tỷ, sau đấy IPO lên sàn bán vốn. Khi trò đấy là trò xưa lắm rồi. Hết thời làm cái trò đó rồi. Cái thời ngày xưa dân mình còn chưa hiểu. Dân mình còn chưa hiểu, anh chị em giao dịch còn chưa hiểu vấn đề. Nên mới có những cái trò ma đó, dần dần những trò ma đó sẽ bị dẹp. Nói chung là của Sera sẽ trả về cho Sera hết. Chắc chắn với anh chị chuyện đó luôn. Đó là cái thứ mà em hiểu đến đâu em chia sẻ với anh chị đến đó. Nên nó chả đem lại lợi ích gì cho xã hội cả. Nhưng mà đó là cái trò gọi là gián tiếp hay trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cũng là rồi cuối cùng rồi nó cũng chả đi đến đâu hết. Đúng không anh chị? Trong nhóm nhỏ chúng ta nói với nhau rất chân thành luôn, chia sẻ với nhau rất là chân thành luôn. Nên là nói cho anh chị hiểu được cái câu chuyện là có nhiều trò ma ma trên thị trường chứng khoán lắm. Chỗ nào cũng có trò ma, nhưng mà ở trên thị trường tài chính là cái kênh mà ma nhất, ma mạnh nhất. Ma nhất, ma rất là ma, cực kỳ ma. Nên là anh chị mới phải định lượng lại câu chuyện bắt đầu từ cái cốt lõi. Em đưa cho anh chị những cái chia sẻ và nó đi từ cái cốt lõi. Từ cái cốt lõi chúng ta dù có đầu tư, thậm chí có chúng ta có thua lỗ, nhưng chúng ta cũng biết rằng là chúng ta đang giúp ích cho nền kinh tế. Đó mới là cái quan trọng. Còn cái câu chuyện em không đè nặng câu chuyện lãi lỗ trong nhóm chúng ta đâu, mà em lại đè nặng cái câu chuyện là tứ hải giang hồ giai huynh đệ. Tức là sao? Chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những thứ cần nói, cần bàn, hiểu hơn về kinh tế vĩ mô, hiểu hơn về doanh nghiệp, hiểu hơn về cái môn này, và hơn 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 ai hết đó là chúng ta thành bạn bè. Để ví dụ như đi chợ, đi đi đây đi đó, chỗ nào cũng có anh em là bạn bè với nhau. Anh chị bản thân rất nhiều người trong chúng ta ai cũng muốn là mở rộng cái mối quan hệ của mình, nhưng mà bắt mối qua với nhau bằng những cái nào, bằng những cái nhóm, những cộng đồng, xây dựng những cái nhóm, những cộng đồng như này là chúng ta cùng nhau ngồi lại với nhau, bắt tay lại với nhau để làm gì? Để là giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, trong những cái lúc mà ví dụ như 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 em kể các anh chị nghe, gần đây nhất em có đi đi sân bay, ra sân bay Nội Bài, thì trong lúc mà gặp một cậu em cũng vui lắm, tay bắt mặt mừng, thế là bỏ cái cặp ca táp của em xuống ở cái gốc cây cột 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 đèn á, ôm gọi là bắt tay nhau với ôm nhau thắm thiết, thì vui quá thế là quên luôn cái ca táp ở đó. Hai anh em lên xe đi ra cái quán ở gần đối diện với sân bay Nội Bài á, ăn ăn ngồi nhậu với nhau hết chắc khoảng 4 5 chai bia á, nhậu vịt 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 quay, vịt luộc gì á, ăn xong ngay bắt đầu đứng lên đi về. Em bảo chết, cái ca táp của em đâu nhỉ, cái cặp sách có cả máy vi tính, có cả đủ thứ tùm lum các loại tài liệu. Thế phát hiện ra là à, mình quên nữa cái cột đèn này, quay lại thì không thấy nữa. Hai anh em chạy cấp tốc quay lại ngay cái chỗ mà gửi xe của sân bay quốc tế Nội Bài á. Anh chị nào biết cái chỗ là sân bay quốc tế có cái chỗ gửi xe á, em để ngay đó. Thế rồi cũng rất là may mắn có rất nhiều anh em hỗ trợ trong cái vụ tìm kiếm cái cặp đó, và cuối cùng em tìm lại được. Nhờ một số anh em ở bên công an cửa khẩu, nhờ một số anh em ở bên cụm cảng ACV, cũng là những anh em gọi là tứ hải giang hồ giai huynh đệ, là giống như em đã nói nè. Anh em hỗ trợ hết lòng hết hết sức, chúng ta tìm lại được cái cặp, may quá. Thực ra nó không đáng tiền nhiều, nhưng mà nó có nhiều cái giá trị liên quan đến cái tình cảm, cái giá trị của trong trong máy tính của em lưu rất là nhiều vấn đề quan trọng, cộng với câu chuyện là các tài liệu giấy tờ để tham gia đại hội cổ đông. Đợt đấy em đem em đứng ủy quyền của một số khách hàng lớn đi đi đại hội cổ đông, đứng ở pháp nhân là vô cũng 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 cái số vốn rất là lớn. Thế nên mất cái đó thì chết, nên thì kiếm đâu ra. Thế đó là cái thứ mà trọng nhất, quan trọng nhất. Còn tiền bạc thì nói thẳng nha là không biết ai nghĩ nào nghĩ, chứ em thì em nghĩ rằng là chết cũng chẳng đem đi được, không đem đi được đâu. Nhưng mà vui vui thú với những câu chuyện đó. Gần đây thì đấy, mấy câu chuyện em hay kể với anh chị là em đi đâu cũng có mọi người gọi là tiếp đón rất là nồng nhiệt, niềm vui và động viên nhất, công sức, cái công mà trả cho những cái sự nhiệt tình của em nó ở cái like của các anh chị là một này, cái chia sẻ là hai này, rồi cái đi đến đâu cũng có bạn bè là ba. Đó mới là cái thứ mà quan trọng hơn ai hết. Có nhiều người bỏ tiền nha cũng chẳng mua được đâu, đảm bảo với anh chị luôn đấy, bỏ hàng trăm triệu ra mua cũng chẳng có đâu. Bởi vì tiền bạc thì cũng có người ít người nhiều, nhưng cái tình cảm không phải ai cũng cho nhau được, nên đó mới là quan trọng.
Thì video ngày hôm nay thì em không được ngồi với anh chị ở quán cà phê nhưng mà hôm nữa, nhưng mà em lại có thuận tiện hơn là ngồi ở nhà đẹp trai hơn. Đấy, trang gọi là trang điểm đẹp trai hơn, ngồi nói chuyện với anh chị lâu hơn và chia sẻ nhiều thứ với anh chị hơn. Thực tế thì không biết có 15 người đang nghe mà thấy chẳng ai ý kiến gì cả, nên là thấy không biết là mọi người có còn nghe nữa không hay là đi đâu hết rồi. Em dừng chút xíu để anh chị có ý kiến gì thêm thì em lại nói tiếp, nói đến 12 giờ luôn. Thực tế thì em là cái video kiểu như này á thì nhiều khi á là muốn công khai, nhưng công khai thì có nhiều 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 chuyên đề, nhiều vấn đề nói á, thì nó cũng cũng mang tính chất hơi tế nhị nên là cũng không công khai được. Thực tế ban đầu trong tư duy của em á, nó là công khai ra nhiều anh em nghe, kết bạn giang hồ, kết bạn với anh em ở nhiều nơi, thậm chí rất rất nhiều anh em mà xem live livestream trực tiếp của em á đang ở nước ngoài, nhiều lắm, nhiều anh em phản hồi ở nước ngoài phản hồi, em thấy đó là điểm động lực vui. Còn có những ý kiến trái chiều người này người kia, nhưng mà thôi kệ, là làm cộng đồng thì sẽ có người yêu kẻ ghét, người yêu nhiều hơn kẻ ghét là được, đúng không anh chị? Thực tế thì cái việc ý kiến của một cổ phiếu nào đó, cái gì bạn bố mây gì đấy, không khó, không khó, nhưng nó cũng chỉ là một cái sợi chỉ đường thôi, nó là một cái biển chỉ đường thôi, nó không đóng vai trò là cái quyết định. Và vấn đề chính của Thắng đang muốn nói đó là phải đi được cái tư duy tổng quan, sau đó mới đi đến những cái tư duy mang tính gọi là chi tiết. Thì mọi người cùng nghe, cùng nghe, và để làm gì? Và chúng ta khi cùng nghe như vậy, chúng ta dần dần tự xét được cái phương pháp riêng của trong chính mình. Nói chung ai nói anh Thắng, anh mà biết chính xác, anh ấy mua giao dịch đúng chúng, thế ngồi anh nói để làm gì? Thực tế thì cũng có thể cũng có cái đúng cũng có cái sai, nhưng mà thực tế nói với anh chị là không có cái gì là chắc chắn hoàn toàn hết, nên là nói chỉ là chia sẻ thôi. Thì những cái chuyện mà ví dụ hỏi chi tiết từng cổ phiếu một á, thì anh chị cứ public và inbox thì em trả lời chi tiết từng cổ phiếu hơn là câu chuyện trả lời chung chung đây, bởi vì em tham gia hàng hàng hà sa số các nhóm khác nhau rồi, cái câu chuyện hỏi cổ phiếu nó không hẳn là cái anh chị muốn hỏi cổ phiếu. Cái này anh chị có buồn em muốn nói, ai buồn biết liền, nhưng mà vấn đề là không phải là cái vấn đề đè nặng cái câu chuyện các anh chị hỏi cổ phiếu đâu, các anh chị không muốn nghe em chia sẻ cái câu chuyện, tức là ý là em muốn chia sẻ cái chung, rồi sau đấy đi đến cái riêng anh chị tự xét và quản lý cái dòng tiền của mình hay hơn. Tức là không phải là giống như anh Minh Sơn ở như Nha Trang, anh có nói chuyện với em câu chuyện đó. Câu chuyện quan trọng nhất là không phải là con cá to hay con cá nhỏ ở dưới ao, mà câu chuyện là cái cần câu tốt và cái lưới câu tốt, cái sợi dây cước tốt, ba cái đó quan trọng hơn là con cá. Còn không có con cá ở cái hồ này đi cái hồ khác câu không sao hết, không quan trọng đâu, nó không có PLX hay là Vinamilk hay là Cô Tích Công, thì có Nhựa Bình Minh, có Hòa Phát, có Hoa Sen, có Vietcombank, Vincom, đầy, nói chung là cổ phiếu không thiếu, quan trọng là chúng ta chọn lựa và khẩu vị như thế nào. Cần câu vẫn còn đang yếu hả? Yếu thì ra cố thôi, thì ra cố. Mua một cái thép phi phi 70 á. Rồi sau đấy buộc thêm vào đó, là sau đấy là lấy dây nịt buộc vòng qua cần câu là nó cứng ngay, đúng không? Đối với anh trêu đùa tí thôi cho vui thôi. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó, vấn đề nó nằm ở như thế, xét tư duy trước rồi chúng ta sẽ đi đến những cái cơ hội đầu tư. Cơ hội đầu tư thì nhiều lắm, doanh nghiệp nào nó chả đưa cho anh chị một list các cái cơ hội đầu tư, ví dụ như cái báo cáo này em đang thấy nó đưa này, ví dụ như là nhiều lắm, hà sa số luôn, nào là mua ô tô hàng xanh này, nào là xuất nhập khẩu Bình Thạnh này, nào là đầu tư xây dựng bang 2 này, rồi đá ốp lát, rồi phân bón Bình Điền, Superdome Kiên Giang,
Rồi cao su tự nhiên có là Đồng Phú, ngành nhựa để có môi trường xanh An Phát. Nhưng mà có một thứ thêm, em dừng 3 phút, em sẽ nói một cái vấn đề mang tính áo rượu của thị trường, tức là mang cái tính mà anh chị cần phải lưu tâm để đề phòng tránh những trường hợp đó. Đây nha anh chị nha, em quay lại với một cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề mà báo. Em đã có một video nói về cái chuyện này rồi, nhưng anh chị trong nhóm kín hôm nay em nhắc lại một lần nữa, đó là báo đài cũng là công cụ của một số nhóm, một số tổ chức tận dụng báo đài để gọi là tác động về mặt tâm lý hành vi, để tư hữu cá nhân, hoặc là nó gọi là gây thiệt hại cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ như các anh chị, nhưng mà lại đem lại lợi ích cho họ. Báo đài, các báo cáo tài chính, các báo cáo chiến lược, anh chị cũng chỉ dùng để tham khảo thôi, đừng coi đó là quyết định đầu tư. Cần phải kiểm tra lại, cần phải kiểm chứng lại thông tin. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là các khuyến nghị đầu tư của các nhà tư vấn. Anh chị quyết định mua hay bán, trừ trường hợp tin tưởng nhau hoàn toàn, còn nếu không cần phải có tư duy gọi là xét ngược, kiểm chứng lại cho nó phù hợp, không hoàn toàn tin tưởng vào bất kỳ một nguồn thông tin nào hết, bởi vì nguồn thông tin ở bên ngoài ta tiếp nhận được bây giờ nó quá nhiều. Phân loại thông tin là một câu chuyện anh chị cũng phải đặt ra. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, vấn đề thứ tư nữa là đừng nghe thiên hạ người ta chia sẻ các câu chuyện thành công của họ. Bởi vì đơn giản thế này này, trừ trường hợp họ mở ngay tài khoản chứng khoán của họ giao dịch ra một kết quả kinh doanh thực sự tốt, anh chị học hỏi xem phương pháp họ làm như thế nào và mình chuyển hóa nó thành phương pháp của mình. Còn những đồng chí nào mà cứ ngồi mà mua con này lời bằng lần, con kia lời bằng lần, thưa với anh chị, tại những đồng chí đó, những cái tư vấn đó, những tài khoản đó, em là người có đủ data để em tra 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 cứu các cái câu chuyện, tổng quan lại á, 10 điêu lời thì cũng có 10 điêu lỗ. Điêu lời thì nghe cũng có vẻ hay thì đem ra khoe, nhưng điêu lỗ thì giấu bén nó đi, cộng dồn lại lỗ là cái chắc. Đừng bao giờ tin, đừng tin. Nói chung là nói vào hơi thô thiển, bởi vì anh em đang có nào bạn nữ không? Đừng nghe ca ve trình bày, đừng nghe con nghiện trình bày, đừng nghe ca ve kể lể. Đừng có nghe, đúng đâu. Không có ai làm giống em đâu, không có ai làm đi đi, đi xét tư duy, đi 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 chia sẻ những cái mang tính chất tổng quan cho các anh chị để anh chị hiểu cái tổng quan, sau đấy là đi dần đến những cái chi tiết đâu. Không có đứa nào nó rảnh chuyện làm chuyện này đâu, nói đi đi nói mà đúng là có nhiều trường hợp nó nói mị lắm, nói giống kiểu bán hàng đa cấp ấy, cực kỳ mị luôn. Thưa với anh chị là vừa rồi đây là em lấy ví dụ cách nói, vừa rồi đây là tôi có đầu tư một cái khoản là bỏ vào 1 tỷ mà lời được khoảng tầm gần 2 tỷ rồi, 2 tỷ rồi. Tôi mua con Faros đấy, hôm bữa tôi mua là giá khoảng 13 chấm mấy, bây giờ giá 150, hôm đấy thì cũng chỉ bỏ vào khoảng 1 tỷ thôi, chứ biết thế bỏ vào 10 tỷ thì bây giờ đã là giàu lắm rồi. Nói nghe có vẻ mị không? Rất mị luôn, nghe nghe thích lắm, nghe ủa ôi biết thế 1 tỷ bây giờ là gấp 10 lần được 10 tỷ rồi, hôm đó mà bỏ bỏ vào 10 tỷ thì bây giờ có 100 tỷ hơn rồi. Nghe thì dễ, mở tài khoản ra xem nào, mua như thế nào nào, lý do tại sao mua, và cho cùng là cũng có những trường hợp như thế nữa.
Thì tôi hỏi là sang năm thì các anh chị vẫn theo cái tư duy đó thì bây giờ kiếm đâu ra một cổ phiếu giống như Faros nữa? Theo kiểu đầu cơ thôi, em nói là đầu cơ tích trữ thôi. Cứ cho nó bỏ cái cơ bản của doanh nghiệp đó bỏ ra một bên, đầu cơ đi. Vậy tôi hỏi anh chị view như anh chị tham gia thị trường bây giờ 5 năm 10 năm mua được cổ phiếu Faros năm nay. Sang năm có kiếm được cổ phiếu nào như thế nữa không? Và cái xác suất để anh chị chọn trúng cái cổ phiếu đó bỏ hết cái tiền của anh chị vào đó là được bao nhiêu phần trăm? Bây giờ thị trường có khoảng tầm 1.170 cổ phiếu chọn chúng ngay như chọn sổ số Việt Lốt đấy, còn khó hơn luôn á. Mà ai dám tự tin là mua giá 13 và giữ đến giá 150 ngày hôm nay? Nếu muốn nói là cứ tăng tí rồi tăng ba giá bán mất tiêu rồi. Nên nên là cái việc định lượng thông tin và cái việc nghiền ngẫm lại những cái thứ mà xã hội gọi là cái đa chiều thông tin á. Thông tin thì nhiều nhưng kiểm đếm thông tin là chuyện không phải ai cũng làm được. Ai không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng có cái tư duy và cái định lượng chung như thế được. Hôm nay thì sẽ nói chuyện với anh chị hơi nhiều, thì thế em hứa là nói chuyện khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, nhiều vấn đề lắm. Nhóm kín thôi mười mấy người thôi, thực ra nếu họp ở quán cà phê thì cũng chỉ chừng đấy người thôi. Chừng đấy người thôi. Rồi anh chị thưa với anh chị rằng là anh chị đầu tư vào những cổ phiếu đó, thì quay lại cái câu chuyện ngay từ ban đầu em nói, có ích lợi gì cho xã hội? Anh chị có cái đồng tiền nhỏ bé của anh chị có tạo ra cái sự tăng trưởng của xã hội không? Có tạo ra công ăn việc làm không? Và đơn giản ai cũng có tư duy tư hiếu cá nhân thì xã hội khi nào cũng phát triển được. Nên là chúng ta cứ suốt ngày tụt hậu phía sau các nước trên thế giới. Xa lắm rồi, Campuchia nó cũng vượt qua mình rồi. Lào nó cũng sắp vượt qua mình luôn rồi. À, ngày xưa thì còn năm nay em cũng 33 32 tuổi, 32 33 tuổi rồi. Ở cái tuổi này á, là cái tuổi mà gọi là cũng chưa được gọi là nắm những cái vị trí then chốt của xã hội, nhưng nó cũng là cái tuổi là cái anh chị ở đây cũng nhiều người trên cái tuổi tầm của như tuổi em, thì em biết rằng là chúng ta chứ không ai hết là người quyết định cái vận mệnh của kinh tế. Chúng ta tư duy như thế nào thì kinh tế nó sẽ đi theo như thế đó. Chúng ta tư duy là tư hiểu cá nhân nhiều quá thì cộng đồng và xã hội chẳng ai gây dựng, thì đương nhiên trong nhà các anh chị sạch nhưng ngoài ngõ vẫn bẩn như thường. Và đương nhiên bước ra khỏi ngõ khỏi nhà thì các anh chị vẫn phải ngửi bụi khói bụi, vẫn phải ngửi khói xe, vẫn phải kẹt xe, vẫn phải, nói chung là có những trường hợp ở Hà Nội, anh chị nào ở Hà Nội cho biết, nhìn thấy nhà mình rồi nhưng mà 2 tiếng đồng hồ sau chưa về tới nhà. Là vấn đề nó là vấn đề của xã hội và ai cũng cho rằng đó là vấn đề của xã hội không phải vấn đề của mình, nhưng mà chúng ta đang phải hưởng chung với cuộc sống như thế chắc chắn luôn. Bây giờ kiếm nhà đâu ra một cái công viên thì chúng ta chiều lại chúng ta ngồi, vì đơn giản chỗ nào nó cũng mọc hàng hà sa số các tòa nhà lớn, công viên nhỏ bằng cái xíu nó cũng xen vào đó vài tòa nhà. Vậy tóm lại là vấn đề năm nằm ở đâu, không chỉ đơn giản chỉ là chứng khoán. Nói chuyện với nhau, gặp nhau thành một cái nhóm họp với nhau không chỉ là nói chuyện chuyện chứng khoán. Em không nói chuyện riêng chuyện chứng khoán, không phải tự dưng hôm nay lại vút cái keo đẹp thế này đâu, vút keo đẹp để nói những chuyện nó đẹp đẽ, nó vui vẻ và làm lại cái tư duy, tức là gọi là chia sẻ cái tư duy của cá nhân em, sau đấy muốn gọi là truyền cái lửa đó đến cho các anh chị cùng với một cái tư duy chung, một cái tư duy mà mang tính xây dựng. Không phải tự dưng em đặt cái nhóm chúng ta là tên là Mạnh Thường Quân đâu. Có ai đặt câu hỏi tại sao thằng cha này nó lại đặt cái tên cái nhóm là Mạnh Thường Quân không? Tất cả những người tham gia trong cái nhóm này đều là các Mạnh Thường Quân đấy ạ. Về tương lai nếu anh chị mà làm ăn được, xây dựng được từ những cái chia sẻ của em á, anh chị cũng nên bớt chút là đúng cái tên của nhóm mình á, hãy thể hiện mình là những Mạnh Thường Quân. Câu chuyện đó là em có tư duy từ đầu về câu chuyện đó, xây dựng và góp chung với những cái tiếng nói của chính bản thân mình, mặc dù rất là nhỏ nhưng nó tạo tạo cảm hứng và truyền lửa cho tất cả mọi người. 50-60 người trong cái nhóm của anh em mình mà mỗi người lại cũng truyền lửa cho một vài người nữa thì xã hội nó không 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 tiến bộ lên thì mới lạ, đúng không ạ? Bởi vì cái tính gây dựng của dân tài chính á, tiếng nói của dân tài chính rất là cao cao lắm, bởi vì dân tài chính là một trong những cái dân mà có trình độ, có hiểu biết và không muốn nói là có tiền. Thì họ nghĩ gì, họ tư duy như nào, họ nghĩ gì, họ tư duy như nào thì nó truyền lửa tới các thế hệ phía sau, hay là những cái thế hệ gọi là ngang ngang với nhau á, nó tạo ra một cái cộng đồng rất là lớn, rất là lớn lớn lớn, và nó xây dựng một cái xã hội ngày càng nó tốt đẹp hơn. Xã hội là của chúng ta, xã hội là của dân, do dân và vì dân, là của chúng ta chứ không phải của lãnh đạo.
mình của lãnh đạo, và trách nhiệm đó không phải thuộc về lãnh đạo, trách nhiệm thuộc về chúng ta. Đừng đổ lỗi cho tất cả mọi thành phần khác ngoài xã hội, mà hãy đổ lỗi cho chính chúng ta đang có cách nhìn, cách nghĩ về tư duy. Chúng ta có một thói quen, em cũng là dân Bắc, dân Thanh Hóa, thứ thiệt, dân cũng chợ, gọi là chợ búa lắm. Nhưng mà nói với anh chị, thưa với anh chị rằng là thế này này, cái tư duy ở đâu mà cái tư duy mà cứ học ra trường xong phải bỏ ra 300-400 triệu đi chạy việc, nó bắt nguồn từ đâu? Từ chúng ta, sau đấy chúng ta đổ lỗi cho xã hội, không phải. Chúng ta không dám đối đầu với lại cuộc sống, không dám đối đầu, bởi vì ngành chứng khoán dạy cho em nhiều điều, và em cũng biết rằng là cảm ơn cái ngành này đã cho mình cái tư duy rộng hơn về mặt kinh tế. Ban đầu em có hiểu quá gì về kinh tế đâu, nhưng học xong, hiểu xong thì em biết được rằng là chúng ta phải có một cái tư duy thay đổi. Đừng có luôn luôn có một cái tư duy theo hướng tức là gọi là gì á, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Đương nhiên đồng ý là gia đình các anh chị hay là bản thân em cũng giàu lên, tư hữu thì giàu lên, nhưng mà xã hội bên ngoài vẫn thế, khí vẫn bụi, không khí vẫn bụi, nước vẫn không sạch, đi lại thì vẫn vất vả. Ra ngoài đường muốn đi từ, ví dụ như đơn giản đi từ Hà Đông mà lên đến trung tâm Hà Nội thì chắc phải 4 tiếng đồng hồ mới lên nơi, nếu vào những ngày kẹt. Vậy tôi đóm lại là giàu để làm cái gì? Giàu đi mà nhìn thấy nhà mình rồi mà 2 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa về đến tới nhà. Hay là chắc là phải dùng cái giải pháp đó là mô tô bay á, thì về nhà nhanh hơn. Hay là ví dụ Hồ Chí Minh cũng thế, bây giờ cũng thế, bụi bặm, kẹt đường, kẹt xe, công trình đô thị thở không được luôn á. Thật, đi các tỉnh ví dụ như đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu, đi Nha Trang, đi Đà Nẵng rồi em mới thấy là nhiều tỉnh vẫn còn đang trong lành lắm. Nhưng mà hai thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh kinh khủng luôn, không biết là nó như nào cả. Rồi môi trường nước, rồi dân sinh, anh chị có bao giờ đã bị bệnh tật vào bệnh viện chưa? Nó tràn ngập người ngủ trên vỉa hè, ngủ trên gầm ghế cầu thang. Sao khổ thế? Xây dựng lại cái tư duy về mặt đầu tư, cũng như xây dựng lại cái tư duy của mình, rồi chia sẻ cái tư duy đó với cộng đồng, với mọi người, là cái điều mà em mong muốn nhất. Chứ không phải là câu chuyện em đi bày, đi chia sẻ cái cách kiếm tiền. Cách kiếm tiền thì mỗi người có một cách khác nhau, không ai giống ai được hết, mà cũng không ai đem cái phương pháp để của mình cho người khác được. Cái quan trọng là cái như thế. Anh chị có muốn chia sẻ thêm nữa không ạ? À? Em nói thêm một số vấn đề nữa, có một số vấn đề nữa mà liên quan đến cái kỳ của đầu tư á. Thực ra thì trong 60 video mà em đăng trên YouTube á, anh chị gõ trực tiếp chứng khoán hoặc là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán á, trên YouTube nó có hết, anh chị nghe lại em nói rất nhiều vấn đề luôn. Có nhiều anh chị đã từng nghe, gần như nghe qua nghe lại sẽ thấy, cảm nhận được những cái thứ em nói nó có tính xây dựng rất là cao. 16 thành viên đang xem, có còn ai ở đây không ạ? À? Alo? Ôi đi đâu hết mất tiêu rồi. Đúng không anh chị? Cộng đồng là như vậy, xây dựng cộng đồng, mục đích của em là như vậy, chứ không phải xây dựng cộng đồng để rồi là để là cái câu chuyện mà lời lỗ là chuyện bình thường. Em nói câu chuyện anh chị đừng buồn, tham gia chứng khoán lỗ là bình thường, lời mới là bất thường. Thật, 95% là lỗ, 5% là lời, thì đương nhiên lời là bất thường còn lỗ là bình thường, chứ còn gì, đúng không? Ok, hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Nếu có điều kiện thì anh chị cứ xét lịch đi. Xét lịch đi ạ, em sẽ trực tiếp nói chuyện thêm nhiều vấn đề lắm. Nói chung vấn đề nói chuyện thì có vô hà sa số vấn đề. Anh chị cứ xét lịch ở trên Viber á, thì chúng ta sẽ quay lại với nhau vào một cái buổi khác. Hôm nay cũng muộn rồi, 11:30 rồi. Gặp lại cả nhà nhá. Anh chị nào chưa xem được video thì sẽ xem lại. Anh chị có muốn em đăng cái video này công khai lên trên YouTube không ạ? Đăng trên YouTube nhá. Đồng ý là công khai cái video này lên trên YouTube không?
Viber hả? Viber tên nhóm cũng là Mạnh Thường Quân luôn ạ. Nhóm Mạnh Thường Quân. Tất cả đều là Mạnh Thường Quân hết. Tất cả các nhóm đều Mạnh Thường Quân. Product. Business Sky. À, giờ ok anh. Nhưng mà xét cái này là phải đóng thêm phí nha. Mọi người trong nhóm là đồng ý là nếu mà xét cái Sky Business là mọi người phí của mỗi user bao nhiêu thì mọi người đóng phí cho em nha. Em cũng nghèo. Nói chung là thống nhất quan điểm là như thế. Ok. Thì Sky thì sẽ mọi người sẽ được chia sẻ nhiều hơn, không phải mình em chia sẻ. Ok luôn. Đồng ý là em sẽ đăng cái YouTube này lên công khai cho tất cả mọi người cùng cùng nghe nhé. Mọi người trong nhóm thống nhất như vậy. Nhóm Viber của anh Công HK đúng không? Cho anh Công HK vào ngay. Số điện thoại của anh Công HK là bao nhiêu à? Số điện thoại Viber ạ. Ok, chào cả nhà nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào một cái chương trình trực tiếp cà phê vào buổi sáng thứ hai chẳng hạn. Em sẽ tìm một cái gọi là cái nội dung sườn. Dạ ok anh. Ok anh Sơn. À anh Sơn ơi, mọi người ok, cái số của Công là anh Công HK là 0913316806. Ok rồi. Thế này nhá anh chị, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái nhóm này bằng việc là anh chị muốn hiểu về một vấn đề gì đó của thị trường tài chính hoặc là kinh tế vĩ mô thì để lại cái câu hỏi ở trong Viber và Sky á, em sẽ tập hợp em chia sẻ với anh chị. Em không muốn chia sẻ từng cổ phiếu cụ thể đâu, anh chị hỏi cổ phiếu này như thế kia, em sẽ chia sẻ từ từ từng thứ một, từng từ từ bắt đầu từ từ thượng tầng xuống hạ tầng rồi xuống chi tiết, chứ em không có đi đi ngược. Bài toán đi ngược ngày xưa em đi ngược như vậy em mất nhiều lắm thật đấy, mất mát nhiều là từ cái câu chuyện tư duy nhỏ, tư duy lớn nha anh chị. Bye bye các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị vào một cái video sau ạ.